sáng mình đã test là mình cho xe hơi cán qua anh em ha. Ngoài nó Rồi luôn đi anh còn ơi. Rồi đi con. ok, máy còn hoạt động luôn, ok luôn, đúng giờ luôn anh em ha. Sáng mình quay thì nó bị có đây thôi, để mình mở ra coi nó có bị trọng thương bên trong không. Rồi mở nắp ra ha, đây là cái lon chống nước nè, còn đây là thành phần cái còi bếp nè, còi bếp nó hai cái lò xo đây anh em ha, hai cái lò xo này để nó giao tiếp với còi bếp nè. Cái xe ô tô cán qua thì nó bị có bị tác động nha, có cong của lò xo này nè, nhưng mà còi vẫn kêu, chứng tỏ là nó vẫn còn kết nối được nha. Đó, phần này là phần pin của nó nè anh em, pin này là để nuôi đồng hồ số nè, với lại là cái phần led nha, các nút nhấn mình còn điều khiển ok hết. Tiếp tục mình tháo luôn cái phần trong này ra luôn anh em ha. Rồi bên trong này anh em, cục pin ha, pin nè, còn đây là bảng mạch ha, mạch còn nguyên vẹn hết luôn nha, không bị cong vênh hay là mốt bể gì hết, rất là ok, sáng choang. Rồi để mình lắp lại ha. Rồi nó đang reset thời gian lại anh em ha, mình chỉnh là thời gian cho đúng nha. Rồi sau khi chỉnh giờ lại là ok ha. Đó, đèn vẫn còn hoạt động tốt luôn. Rồi mình lắp lại luôn là xong anh em ha. Hoạt động ok, đèn đốm ok hết. Đó, giá chưa tới 300 cành mà cái đồng hồ chống sốc cực kỳ trâu bò luôn. Vừa chống nước mà ô tô cán qua vẫn chạy được luôn. Đó, không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ trầy sơ bên ngoài. Thì rất đáng để mua ha. Anh em mua thì tham khảo cái link bên dưới góc trái anh em. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha.